phía sau Quang Hải đó chính là tiền vệ Minh Vương. Cầu thủ đang làm thủ tục nhận phong. Xuân đây là một cầu thủ rất quen thuộc của chúng ta. Lê Xuân đã hội quân rồi, đang đi một mình trên một chiếc xe riêng. Bây giờ thì Lê Xuân vẫn được một bạn khán giả xin chữ ký trước khi vào khách sạn. Lê Xuân đang có những thủ tục trước khi nhận phòng. Giờ chúng tôi không thể được đứng gần nên các bạn hãy cố gắng xem qua từ xa màn hình kính. Hậu vệ rất đa năng của câu lạc bộ Hà Nội khi anh đá được vị trí hậu vệ cánh trái cũng như hậu vệ cánh phải. Lê Văn Xuân là cầu thủ hội quân đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn đó những Quang Hải, còn Thành Trung và Bùi Tấn Trường. Như vậy Lê Văn Xuân đã lên thang máy rồi. Tiếp theo nhưng mà chúng tôi chưa biết đây cầu thủ nào. Anh đang thanh toán tiền. Chuẩn bị Vũ Hồng Việt.